Lâu lắm rồi mới trên tay và trải nghiệm cho anh em một cái mẫu máy tính bảng Live Laptop đến từ cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Và chắc hẳn ai xem video này cũng đã từng qua sử dụng qua cái thương hiệu này, đó chính là thương hiệu Microsoft, sản xuất ra cái hệ điều hành Windows cả thế giới sử dụng. Đây là mẫu máy tính bảng Live Laptop tên là Surface Pro X. Đấy, con máy này thì nó có rất nhiều những cái thú vị. Mình thì cũng đã từng sử dụng qua những cái mẫu ví dụ như Surface Pro 3, Pro 4, Pro 5. Nhưng khi mà sử dụng chiếc Pro X này thì mình lại có một cái cảm giác khác biệt hoàn toàn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu nhá. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Nói luôn với anh em về cái mức giá đi. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy cái bàn phím này. Cái bàn phím này nó là bàn phím Việt Nhật nhá. Đấy, thực ra cái con máy tính bảng này nó xách tay từ bên Nhật về thì các bạn sẽ thấy là có những cái chữ Nhật ở đây. Tuy nhiên thì vẫn có thể là bấm được cái tiếng Việt Nam hoàn toàn bình thường nhá, cái Telex bấm bình thường. Tuy nhiên thì một số cái nó sẽ khác đi một tí, ví dụ như ví dụ số 2 này thì ship 2 nó sẽ là cộng, hay là số 3 thì là ship 3 là dấu thăng thì vẫn như thế. Đấy, thì nó chỉ gọi là hơi khác một chút so với cả là bàn phím bình thường thôi, bàn phím tiếng Anh bình thường. Thì cái bàn phím mà tiếng Anh ấy thì nó sẽ khoảng tầm 2 triệu với cả chiếc Surface Pro X này, nếu mà các bạn mua rồi. Còn cái này thì mình sẽ đi kèm với cả chiếc Surface Pro X để mà tặng cho anh em luôn. Thì cả máy tính bảng lẫn cái bàn phím này thì nó sẽ có mức giá là 6.x lớn anh em nhé. Thì cái mức giá này theo như mình tìm hiểu ở trên mạng nó vẫn rẻ hơn khá nhiều so với cả là một cái con máy Surface Pro X khác. Ví dụ như một cái chiếc máy khác thì nó sẽ rơi vào khoảng là cả máy và cả phím khoảng tầm 10 triệu thì nó rẻ hơn đâu đó cũng khoảng tầm là 3 triệu rưỡi 4 triệu. Thì đương nhiên là nó sẽ có những cái nhược điểm nữa đúng không? Ví dụ như cái màn hình con này này, nó sẽ hơi đốm nhẹ. Hơi đốm nhẹ. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy chỗ này. Đấy, nó hơi đốm nhẹ ở chỗ này. Cái mức giá nó sẽ gọi là rẻ nhất Việt Nam. Ok, mình muốn chia sẻ về cái màn hình của chiếc Surface Pro X trước đi. Thì nó sẽ sử dụng một cái tỷ lệ là 3:2 anh em nhé. Đây là một cái tỷ lệ mà nó sẽ gần như là một cái máy tính bình thường với cái chiều rộng cực kỳ lớn, để khi mà các bạn sử dụng nội dung theo chiều rộng thì cũng cảm thấy là dễ chịu hơn. Ví dụ như là mình lướt YouTube này đi. Đấy, thì nó cũng sẽ là nội dung theo chiều dọc. Ví dụ mà mình xem short này. Đấy, thì nó cũng là nội dung theo chiều dọc luôn. Thấy chưa? Thì các bạn vẫn vuốt như vậy, các bạn vẫn sử dụng như là một chiếc máy tính bảng bình thường như vậy. Cái độ phân giải trên chiếc Surface Pro X này thì nó cũng rất là cao anh em nhé. 2880x1920 pixel. Khi mà mình nhìn sát vào con Surface Pro X, mình công nhận nó rất là nét, sản xuất ra những cái con máy tính bảng Live Laptop với cái chất lượng hiển thị rất là ngon luôn anh em ạ. Nó nét cực kỳ luôn, và đương nhiên nó hỗ trợ cảm ứng nhá. Đây, nó vẫn hỗ trợ cảm ứng các thứ như bình thường như này. Cảm ứng của chiếc Surface Pro X này thì đương nhiên là nó chưa có tần số quét cao 120 thứ, mà bọn này thì chủ yếu nó chúng ta vẫn sử dụng như là một chiếc laptop thôi, thì nó sẽ sử dụng cái tần số quét là 60Hz nhá. Những cái thao tác nó thực sự là thích như máy tính bảng Android bình thường chúng ta sử dụng thì mình nghĩ không đâu. Con này thì nó vẫn thuần theo cái dạng là mang đi mang lại để sử dụng công việc một chút. Ngoài cái chất lượng hình ảnh rất là nét ra thì chúng ta thử xem là hai loa ở chiếc Surface Pro X này như thế nào nhá. Rất to, giống một chiếc laptop mà, chứ nó cũng không phải là hoàn toàn là một mẫu máy tính bảng nữa. Thực ra Surface Pro X cái thời điểm mà nó ra mắt nhá, hay là kể cả bây giờ đi, vẫn còn một số shop bán new sim khoảng tầm là 12 triệu chưa kèm bàn phím, thì anh em cũng phải hiểu là nó giống một con laptop nhiều hơn là một con máy tính bảng để giải trí bình thường. Ngoài ra thì chiếc Surface Pro X này nó sẽ có những cái cổng kết nối, ví dụ như ở phía bên phải này các bạn sẽ có một cái này mình nghĩ là để kết nối với cả những cái phụ kiện. Nhưng mà quan trọng nhất là ở phía bên trái này, chúng ta sẽ có thêm hai cái cổng Type-C. Đấy, hai cổng Type-C và nút tăng giảm âm lượng đây. Đấy, thì một cổng Type-C để mà sạc và một cổng Type-C để kết nối với cả những cái phụ kiện khác, những cái hub đó. Thì nó phải có hai cổng như thế để chúng ta kết nối nó dễ dàng hơn. Ok, các bạn nhìn thấy cái chữ gì đây không? Con máy này là phiên bản LTE. Chúng ta có thể là kết nối được SIM. Đây, di động đây. Đó, kết nối eSIM các thứ để mà sử dụng web mà không cần phải wifi. Thì đây cũng là một cái điểm mà mình cảm thấy rất là tiện trên chiếc Surface Pro X này. Mình đã sử dụng qua những con Surface Pro 3, Pro 4, Pro 5, và những con máy đấy thì đều sử dụng cái con chip là Intel.
thì những con chip đấy nó cho lại một cái nhiệt độ không thực sự thoải mái khi mình sử dụng. Còn con Surface Pro X này thì nó lại dùng một con chip rất mới, nó có tên là Microsoft SQ1. Để rõ hơn ấy thì đây là một con chip được hợp tác với Qualcomm, nó giống như kiểu Snap đầu 8 vậy, tối ưu dành riêng để sử dụng như một cái con máy tính mà không cần quản tản nhiệt nhá, các bạn vẫn có cái nhiệt độ rất ngon. Đây mới là cái điểm hay. Đương nhiên là về cái hiệu năng trên chiếc Surface Pro X để mà chơi game thì mình nghĩ là không ngon đâu. Nhưng mà những cái ứng dụng bình thường như kiểu Office, ứng dụng duyệt web thì con Surface Pro X này nó đáp ứng hoàn toàn ngon lành cái nào nha. Cái phiên bản mình đang sử dụng đây là RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, thì anh em vẫn có thể mở rộng qua những cái cổng SIM cái thứ ấy, những cái ổ cứng ở phía bên ngoài. Các bạn vẫn có camera nhá. Và cái chất lượng chụp ảnh ở phía mặt trước của con Surface Pro X này nó rất là nét. Rất nét luôn. Các bạn có cả camera sau này. Đâu nhỉ? Đấy, có cả camera trước và sau luôn, hay chưa? Mà hầu hết những cái con laptop bình thường thì chúng ta chỉ có camera ở phía trước thôi. Với camera của chiếc Surface Pro X này các bạn cũng có thể mở khóa bằng khuôn mặt anh em nhá. Nó nét mà, thế nên là mở khóa nó cũng sẽ là an toàn hơn. Bản thân cái con chip SQ1 nó là con chip ARM, thế nên là các bạn sẽ có một cái thời gian sử dụng pin thực sự rất tốt. Các bạn sử dụng những con máy MacBook như thế nào thì con Surface Pro X này nó gần tương đương như vậy. Trong cái quá trình mà mình sử dụng chiếc Surface Pro X này thì mình chỉ để ở chế độ là ngủ thôi, hoặc là mình gập cái máy tính vào là xong, chứ còn mình không bao giờ là phải tắt máy đi cả. Bởi vì con chip này nó hoàn toàn có cái khả năng chờ, cái khả năng tiết kiệm điện trong cái quá trình ngủ rất là tốt. Ok, đó là những cái chia sẻ nhanh của mình về chiếc Surface Pro X, một cái con máy theo cái dạng là doanh nhân, mang đi mang lại nhẹ nhàng, cắm được 4G để mà sử dụng, hay là về cái khoảng thời gian sử dụng pin rất ngon, mang đi trình chiếu Excel cả ngày, ổn áp hơn so với cả những con laptop bình thường sử dụng Intel rất là nhiều. Em nghĩ sao về chiếc Surface Pro X với cái mức giá là 6.x đi kèm với cả bàn phím hút xịn nên nó mới như vậy anh em ạ. Chứ còn bàn phím đều nào nhá, nó còn lâu nó mới hút được kiểu như này. Đó, đừng quên để lại ý kiến nhá. Tất cả những sản phẩm mình trên tay thì mình đều có bán. Anh em có thể nhắn tin qua mình ở Facebook hoặc Zalo ở phía dưới mô tả và cam ghi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.